Xin chào mọi người. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến các bác một cái bộ sản phẩm phân thuốc để về mình chăm cái cây hồ điệp cũng như là những cái cây ở trong vườn, làm sao cho cây nó đẹp nhất và đạt cái chất lượng ok nhất nhá. Đấy, ví dụ như những cái cây hồ điệp ngồng của nhà em này. Mọi người thấy nó rất là xanh đẹp mướt. Đó, những cái cây này mình phải chăm tốt thì lúc nào nó cho hoa để mới cho hoa nhiều. Đấy, cái cây cái lá nó mới đẹp. Đó, thì bộ sản phẩm của nhà em ấy là gồm một cái lọ B1, một lọ Super Thai, cung cấp những cái dinh dưỡng cho cây rất là tốt, giúp cho cây khỏe hơn, nhất là những cái cây mà đang có ngồng hoặc là đang nuôi hoa ấy, thì mình phải cung cấp những cái vitamin dinh dưỡng cho nó thì cây nó mới không bị lụi. Đó, thì nó mới đẹp, nó mới khỏe được, cho hoa mới chất lượng. Đó. Một B1 và Super Thai nhá, và một cái Biorot như này. Một cái lọ Biorot này thì thường là mọi người dùng để kích rễ cây khi mà cây đã cho hoa. Đấy, để mình phục hồi cây, kích rễ để cho nó lên lại mầm các thứ cho nó khỏe hơn. Đó, thì bộ 3 sản phẩm này hôm nay em bán cho mọi người là 80.000 thôi. Đây, bán tri ân cho các bác 80.000, bao ship cho các bác nhé. 80.000 ba cái lọ này, quá là rẻ. Em đảm bảo mọi người em bán rẻ nhất, gọi là thị trường, không ở đâu rẻ hơn. Đó, mọi người có thể ra cửa hàng mua ba lọ này chắc chắn là phải mất đến tầm khoảng hơn 100.000. Đây, em bán cho các bác không cần phải đi đâu, 80 bao ship tận nhà nhé. Để về mình chăm những cái cây hồ điệp hoặc là những cái cây nào mà nó yếu kém của nhà mình, phải có phân thuốc vào thì những cái cây này nó mới khỏe được. Đây, các bác nhìn cây của nhà em này, rễ rất là khỏe nhá. Đấy, rễ rất là nhiều và khỏe, lá xanh mướt, ngồng đẹp. Đó, cây này về mà các bác nó không chăm ấy thì nó lại dần dần nó xấu đi, nó sẽ không cho hoa được nhiều. Thế nên mình phải về bổ sung những cái dinh dưỡng này cho nó. Đây, Super Thai B1 này. Đó, mình tưới khoảng 1 tuần hoặc là 10 ngày một lần cho nó thì cái cây nó sẽ hấp thu dễ hơn và nó sẽ khỏe hơn, cho hoa ok hơn nhá. Bộ 3 phân thuốc này của nhà em là 80.000, bán tri ân cho các bác thôi. Một Biorot kích rễ, một Super Thai, một lọ B1 như thế này. Cái này mình sử dụng phải tháng năm nó mới hết được. Đấy, 80.000 đầu tư cho cây, cây khỏe đẹp, quá là thích. 80.000 bao ship toàn quốc nha. Số điện thoại đặt hàng là 0974 702 106. Em xin chào mọi người.